Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Hồng Công Phiến Nằm vùng Hồng Hưng, ta làm thương nghiệp ông Trùm, tận liệt xuyên qua Hồng Công phim thế giới, trở thành dây mân cục trưởng cháu trai, còn nằm vùng Hồng Hưng. Là một tiểu đệ của tịnh khôn trong cổ hoạt tử. Thời gian một năm, bởi vì nhiệm vụ hệ thống, tận liệt quay một loạt phim hay cộng sự tốt nhất, mô đăng thổ lão, Mỹ mùi tử, vì tịnh khôn kiếm được 25 triệu đô la Hồng Kông. Kết quả, tịnh không làm người keo kiệt, một năm này tổng cộng chỉ trả cho Tần Liệt 50 vạn thù lao. Lúc này, hệ thống chính thức bị trói buộc, Tần Liệt quyết định ngược lại. Anh không, anh đã không nói đạo nghĩa. Ngươi vậy cũng đừng cách ta dẫm lên ngươi thượng vị. Tần Liệt lật bàn, một đường làm đầu rồng hồng hưng. Lúc này, cảnh sát còn muốn mình tiếp tục nằm vùng. Đại lão, tôi đã làm đầu rồng rồi, còn nằm vùng. Từ phim ảnh đến phố a Hàng, rồi đến máy giải trí bất động sản báo chí truyền hình một cái cũng không thể thiếu một năm xuất thân ba tỷ mười năm người giàu nhất châu á ba mươi tỷ tôi tần liệt châu á mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước một nhiệm vụ giết chết tịnh khôn bạn đang nghe tại truyện chấm audio Quận Câu Sê Cảnh đêm phồn hoa Một quán bar nào đó Alex, một bộ phim kiếm được 5 triệu Không sai, không sai Trong bữa tiệc mừng công của bộ phim Vượng Giác Tạp Môn, xa Hoa Trụy Lạc Các công chúa oanh oanh yến yến Một đám cổ hoặc tử phóng đảng Tịnh không thoải mái cười to Thần thái phi dương Không nghĩ tới, Hắn tịnh không, càng không điện ảnh công ty, cái này chỉ làm cấp 3 phim công ty, một ngày nào đó lại có thể đóng ra doanh thu phòng vé 9 triệu, tịnh kiếm được 5 triệu điện ảnh. Tiền này kiếm được, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Mười vạn này là thù lao của ngươi. Làm lão đại ta, đủ hào phóng chứ. A liệt, về sau tiếp tục cố gắng, quay nhiều phim, ta thưởng nhiều hơn. Ha ha ha. Tịnh không cầm 100 ngàn. Hào khí vỗ trước mặt Tần Liệt, đập vỡ mặt bàn. "Đa tạ Khôn ca." Tần Liệt vẻ mặt vui mừng, nhận lấy 10 vạn đô la Hồng Kông. Nội tâm đã mắng chửi. "Tào Ni Mã, ta kiếm lời 500 vạn, ngươi lấy đi 490 vạn, chỉ cho ta lưu 10 vạn. Làm lão đại không hào phóng, làm sao để tiểu đệ bán mạng? Chết tiệt. Không bằng xử lý ngươi, ta tới làm lão đại." Trong lòng Tần Liệt đang mắng chửi nói. Đinh. Nằm vùng kiêu hùng hệ thống kích hoạt. Kiêu hùng từ nằm vùng bắt đầu. Thân là một cái ưu việt xuyên việt giả, làm sao có thể khuất cư người dưới. Thường vị kiêu hùng, trở thành ông trùm, xử trị trật tự dưới lòng đất, ý thuộc chúng ta vinh quang. Giọng nói giọng dạc khiến Tần Liệt không khỏi sinh ra vài phần nhiệt huyết. Tuyên bố nhiệm vụ. Giết chết tịnh không thượng vị, nhiệm vụ khen thưởng âu phục côn đồ dưỡng ngục trưởng cao tấn chiến lực thẻ tần liệt sửng sốt sau đó mừng rỡ ngón tay vàng mẹ kiếp bàn tay vàng của lão tử rốt cuộc đã tới bất quá nhiệm vụ rất gian khổ a à, cái này không phải rõ ràng muốn ta làm lão đại sao còn có muốn làm ông trùm là để tiện tẩy trắng sao vậy xử trị trật tự ngầm không hiểu sao tần liệt nhớ tới một câu ba năm ba năm lại ba năm. Ân. Ừ. Ký ức ngay sau đó xuất hiện. Hai tháng trước, khi Tần Liệt đi tới thế giới phim Hồng Kông này, trở thành một cổ hoạt tử thời điểm, hắn là mộng bức. Sau đó, theo trí nhớ dung hợp, Tần Liệt mới biết mình vẫn còn nằm vùng. Hơn nữa còn là cháu trai của vị cục trưởng Raymond Mân trong câu chuyện cảnh sát. Bởi vì có cái làm cảnh sát cậu, cho nên Tần Liệt cũng kế thừa cậu Raymond Mân ý chí, trở thành một gã cảnh sát sau đó, lòng như lửa đốt, vì có thể đạt tới thăng chức tăng lương, thắng được bạch phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh cao giấc mộng, hắn không để ý rây mân khuyên can, lựa chọn làm một gã năm vùng. Hơn nữa thành công gia nhập hồng hưng. Trở thành một gã cổ hoặc tử vinh quang. Cổ hoặc tử cái nghề nghiệp này, kỳ thật là nguy hiểm nhất nghề nghiệp, ăn bữa trưa không nói, tùy thời sẽ bị người chém chết. Đặc biệt là lão đại của hắn vẫn là tịnh khôn, tịnh khôn phía sau bị Trần Hạo Nam gà rừng chém chết. Sau đó, Tần Liệt không cẩn thận đắc tội tình khôn, bị một phen hung hăng giáo huấn mới có Tần Liệt như bây giờ. Câu chuyện quanh co này khiến trong lòng Tần Liệt một trận megapixel. Vì thế, Tần Liệt may mắn không chết, vì không muốn bị tịnh khôn ghi hận nữa, liền viết ra mấy kịch bản điện ảnh. Trở thành người nổi tiếng trước mắt tịnh khôn. Trải qua hai thời gian, Tần Liệt vốn tưởng rằng mình rất khó ra mặt nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, tịnh không người này không chỉ cảnh giác, còn thật con mẹ nó keo kiệt. Buổi tiệc mừng công lần này, rốt cuộc khiến Tần Liệt không nhìn được muốn giết chết hắn. Ngón tay vàng đã đến. Co Dinh là ai? Đó chính là cường giả của sát phá lan hai thiếu chút nữa là thái quyền vương giả Tony Chiến Lan Kinh. Sức chiến đấu tự nhiên là thập phần khủng bố. Lập tức, Tần Liệt kiếm cớ đi vào phòng vệ sinh sau khi xác nhận phòng vệ sinh không có đôi tai thứ hai, liền phát ra một dãy số. Cậu. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm phẫn nộ của Ray Mân đúng hạn tới. Tiểu tử thối, ngươi còn biết liên lạc với ta a? À? Không đợi Trai Mân tiếp tục phát biểu, tần liệt quyết đoán xen vào. Cậu, con muốn lên làm lão đại. Hai phút sau, khi tần liệt rời khỏi phòng vệ sinh, trở lại vị trí cũ, nhìn tịnh không đang bại hỏa kia, khóe miệng hơi nhếch lên anh khôn vì tiền đồ của tiểu đệ liền ủy khuất khôn ca ngươi đi chết trước lúc này tịnh khôn nhìn sang a liệt vượng giác kamen ai đã công chiếu kết thúc kế tiếp tân điện ảnh ngươi có ý kiến gì không tần liệt nhếch miệng cười anh khôn bộ phim mới em đã sớm chuẩn bị xong kịch bản rồi chỉ chờ anh xem qua thôi nói xong trực tiếp từ trong túi bên cạnh lấy ra một kịch bản đưa tới trước mặt tịnh khôn bia Bản sắc anh hùng bộ phim này quả thực là nổ tung. Tịnh Không nhất thời vui vẻ bay lên. Được, không tệ, không tệ, A Liệt, anh coi trọng em. Tần Liệt tươi cười. Nhưng anh Khôn, phim này giá thành sẽ cao hơn, để quay tinh xảo hơn, ít nhất phải tốn 3 triệu. Tịnh Không nhất thời nhíu mày. 3 triệu đô? Cái này quá cao đi. Để cho hắn có chút do dự. Tần Liệt cười nói, anh Khôn anh xem kịch bản trước đi có muốn đầu tư hay không tịnh khôn nhất thời gật đầu được tôi xem kịch bản trước ba mươi phút sau trên mặt tịnh khôn đã có thêm hưng phấn phấn khởi kích động nhìn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi được 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 kịch bản này hay quá tiểu trang này quá trâu bò ta yêu hắn muốn chết tịnh khôn hưng phấn kêu to trong mắt tần liệt lóe ra hào quang không rõ. Không ca, 300 vạn, không lỗ chứ. Bộ phim này, quay được, doanh thu phòng vé tuyệt đối muốn nổ tung, 15 triệu đặt nền. Tịnh khôn đã bị thuyết phục. 3 triệu đúng không, không thành vấn đề. Bàn tay to vung lên. Đưa cho tần liệt một tấm thẻ. Bên trong có 3 triệu, hai tháng sau, tôi muốn xem phim, chiếu ở các đại viện. Tần liệt vỗ ngực không thành vấn đề. Nhưng mà Tịnh Khôn, thế nào? Tần Liệt cười hì hì một tiếng. "Không ca, ta Tần Liệt vẫn có một nguyện vọng, muốn thủ hạ một đống tiểu đệ, quy phong bát diện." Tịnh Khôn cười ha ha, hô to với tất cả đàn em trong hội trường. "Mọi người nghe cho tôi. Bắt đầu từ hôm nay, Tần Liệt chính là đầu ngựa của tôi, nếu tôi không ở đây, mọi chuyện đều nghe theo anh ấy, biết không?" bọn tiểu đệ ai nấy đều được chia tiền, lúc này vô cùng vui vẻ, hảo cảm với tần liệt bị một nghìn không tiền là thứ tốt, liệt ca, liệt ca, từng tiếng khen tặng, từng tiếng tôn kêu, trong lúc nhất thời địa vị tần liệt tăng vọt, trong nháy mắt từ một tiểu đệ biến thành một đại lão, từng chờ sau khi tịnh không chết, tần liệt lại dùng chút tiền mặt có thể trở thành đại lão thật sự, tiệc mừng công kết thúc mọi người mỗi người đi một ngã tần liệt nhìn tịnh không dẫn hai con ngựa ngồi xe rời đi lộ ra nụ cười lạnh cô quay sang gọi một chiếc taxi nửa giờ sau tần liệt đi tới một khu dân cư kín mít sau đó đi tới một tòa nhà trong đó dưới lầu tìm một vị trí ngồi xuống chờ một lúc hắn liền gặp được một cái quen thuộc người tỉnh cảng kỳ binh một bên trong bát trung hôm trước hắn đi qua nơi này vừa vặn gặp qua người này còn có đám người đại đông, sau đó bắt đầu chú ý. Nó sẽ có ít ngay bây giờ. Lúc này, bác Trung đang nói tiếng phổ thông của bác địa, đang mua đồ ăn khuya, mang về cho bọn đại đông ăn. Tần liệt đi tới, vừa mua đồ, vừa tò mò hỏi. Cô là người trong giới lớn. Bác Trung lập tức cảnh giác nhìn tần liệt. Ngươi là ai? Tần liệt cười khẽ. Nghe nói đại quyển tử lá gan rất lớn, ta muốn mời ngươi giết một người, mười vạn tiền đặt cọc sau khi chuyện thành công lại cho mười vạn tổng cộng hai mươi vạn tần liệt trực tiếp lấy ra mười vạn đô la hồng kông chụp trước mặt bác trung đây là tiền đặt cọc một trăm ngàn bác trung lập tức mắt lóe lên kim quang, bắt lấy mười vạn kia kiểm tra thực hư tiền thật giờ khắc này hắn nhất thời lợi dục huân tâm ngươi chờ một chút ta đi tìm lão đại của ta tần liệt gật đầu được đây là điện thoại của tôi, nếu đồng ý thì gọi cho tôi. Nói xong, xoay người rời đi. Trên lầu. Một nơi ở tạm thời. Đại đông đoàn đội, lúc này toàn bộ hưng phấn. Đông ca, vụ mua bán này, có thể làm. Lập tức 20 vạn, quả thực cùng nhặt tiền không có gì khác nhau, so với chúng ta kế hoạch cướp tiền vàng còn muốn thoát tay tiêu thụ tan vật, đơn giản nhiều lắm, nguy hiểm cũng ít đi rất nhiều. Đông ca chúng ta làm rồi. Nhưng mà, vạn nhất người này là kém cỏi. Ngươi ngốc a, à, người ta đều đến dưới lầu, nếu như là kém lão, trực tiếp dẫn người đi lên bắt người không được sao? Đúng vậy, có đạo lý. Còn có, những người này là cổ hoặc tử, rất dễ đối phó, so với những kia kém lão dễ đối phó hơn nhiều. Đại đông người này, tâm trí các tuyệt, bằng không không có khả năng được xưng là mười đại tội phạm đứng đầu. Hắn suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy việc này so với cướp tiệm vàng gì đó tới nhanh hơn. Tốt, gọi điện thoại cho người kia, vụ mua bán này chúng ta nhận. Sớm thôi, có điện thoại. Này, ta là Đại Đông, là ngươi muốn chúng ta giúp ngươi giết một người. Đúng vậy. Bên kia điện thoại, Tần Liệt nói. Giết ai? Đường chủ của Hồng Hưng, Tịnh Khôn. Không thành vấn đề. Bất quá, ta làm sao biết mặt sau 10 vạn? ngươi có thể cho hay không đây quả thật là một vấn đề cậu có cách nào giải quyết tần liệt vẽ mặt thoải mái đại đông cười ha ha cái này dễ thôi đến lúc đó tôi sẽ bắt tịnh khôn sau đó gọi điện thoại cho cô cô lấy tiền lại đây tôi sẽ giết hắn nếu cô không mang tiền tôi sẽ thả hắn bảo tịnh khôn này trở về tìm cô tính sổ được một lời đã định tần liệt nở nụ cười một lời đã định đại đông cũng nở nụ cười giao dịch đạt thành Hai làm người muốn ăn não bạn đang nghe tại truyện chấm audio tiệc mừng công kết thúc mọi người mỗi người đi một ngã tần liệt nhìn tịnh khôn dẫn hai con ngựa ngồi xe rời đi lộ ra nụ cười lạnh tịnh khôn a à, tịnh khôn từ hôm nay về sau ngươi chính là tử khôn cô quay sang gọi một chiếc taxi nửa giờ sau, Tần Liệt đi tới một khu dân cư kín mít. Sau đó đi tới một tòa nhà trong đó, dưới lầu, tìm một vị trí ngồi xuống. Chờ một lúc, hắn liền gặp được một người quen thuộc, Đại Đông. Đến từ Kỳ binh tỉnh cảng một Đại Đông, 8 tháng trước, Đại Đông đến Hồng Công Đảo, làm một lần kinh thiên động địa cướp bóc, nhất cử thành danh, trở thành Hồng Công Đảo một đại tội phạm. Khi đó vừa vặn quen biết Tần Liệt. Mà mấy ngày hôm trước, Đại Đông mang theo bác trung mấy người, lại một lần nữa đi tới cảng đảo, chuẩn bị tiếp tục cướp bóc. Sau đó bị Tần Liệt nhìn thấy, lưu tâm. Tần Liệt đi tới chào hỏi. Anh Đông. Đại Đông cảnh giác quan sát Tần Liệt. Anh là. Tần Liệt cười khẽ. Anh Đông quên mất, lần trước anh tới đảo Hồng Kông, chúng ta đã gặp nhau. Đại Đông nghĩ nghĩ, cảm thấy Tần Liệt quả thật có chút mặt tốt. Tần Liệt đông ca, lần này tới là để phát tài. Đại đông ngậm điếu thuốc, gật đầu. Tần liệt. Cướp bóc, không có ý nghĩa gì. Cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, rời tay cũng khó. Đại đông ngẩng đầu, nhìn tần liệt. Anh em có đường nào phát tài không? Tần liệt. Có người muốn tiêu tiền, giết một tên cổ hoặc tử, 50 vạn. Đại đông cả kinh. Nửa triệu. Cái này so với cướp tiệm vàng, Dễ dàng hơn nhiều. Đây là tiền đặt cọc một trăm ngàn. Tần liệt lấy sắp tiền từ trong túi ra. Ta muốn thương lượng với huynh đệ một chút. Không thể không nói, Đại Đông động tâm. Tần liệt mỉm cười. Không thành vấn đề. Đây là điện thoại của tôi. Sau đó. Xoay người rời đi. Dết tịnh khôn. Cần tự mình động thủ sao? Đây chẳng phải là bị người ta bắt nhược điểm sao? làm người, phải ăn não. Thời đại đánh đánh dết dết, đã sớm qua rồi. Năm phút sau, trên lầu. Một nơi ở tạm thời. Đại đông đoàn đội, lúc này toàn bộ hưng phấn. Đông ca, vụ mua bán này, có thể làm. Lập tức 50 vạn, quả thực cùng nhặt tiền không có gì khác nhau, so với chúng ta kế hoạch cướp tiệm vàng còn muốn thoát tay tiêu thụ tan vật, đơn giản nhiều lắm, nguy hiểm cũng ít đi rất nhiều. Đông ca, chúng ta làm rồi nhưng mà vạn nhất người này là kém cỏi ngươi ngốc a à, người ta đều đến dưới lầu nếu như là kém lão trực tiếp dẫn người đi lên bắt người không được sao đúng vậy có đạo lý đại đông người này không phải kém cỏi bởi vì lần trước tới cảng ta đã biết hắn không thể nào là kém cỏi đông ca nếu như chết là cổ hoặc tử vậy quá dễ đối phó so với những kia kém lão dễ đối phó hơn nhiều Mặc kệ nói như thế nào, việc này đều tới nhanh hơn so với cướp cửa hàng vàng gì đó, tới an toàn hơn. Đại Đông thấy mọi người không có ý kiến, liền gật đầu nói: "Được, vậy vụ mua bán này, chúng ta nhận. Sớm thôi, có điện thoại. Này, tôi là Đại Đông, tôi nhận vụ mua bán này, mục tiêu là ai?" "Đường chủ của Hồng Hưng, Tịnh Khôn." "Không thành vấn đề. Bất quá, ta làm sao biết phía sau 400 ngàn?" ngươi có thể hay không đưa Đây quả thật là một vấn đề Cậu có cách nào giải quyết Tần liệt vẽ mặt thoải mái Đại đông cười ha ha Cái này dễ thôi Đến lúc đó tôi sẽ bắt tình khôn Sau đó gọi điện thoại cho cô Cô lấy tiền lại đây Tôi sẽ giết hắn Nếu cô không mang tiền Tôi sẽ thả hắn Bảo tình khôn này trở về tìm cô tính sổ Được Một lời đã định Tần liệt nở nụ cười một lời đã định đại đông cũng nở nụ cười giao dịch đạt thành tần liệt đứng trước cửa nhà cúp điện thoại trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt khôn ca khôn ca làm lão đại đến nước này của ngươi không chết cũng quá khó nói đối với đám người đại đông tần liệt vẫn rất yên tâm trong đầu có nội dung vở kịch kỳ binh tỉnh cảng một tần liệt không hề lo lắng đối phương sẽ không đồng ý với vụ làm ăn này đây đều là một đám dân liều mạng muốn tiền không muốn mạng. Hứa đi, không thể bình thường hơn. Không hiểu sao, Tần Liệt không khỏi chờ mong được gặp lại, lão đại, tịnh khôn. Thuần thuộc lấy chìa khóa ra, đi vào phòng trọ của mình. Phòng trọ phòng bếp bên trong rõ ràng có người, xuyên thấu qua mơ hồ thủy tinh mơ hồ có thể nhìn ra là cái dáng người xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân giống như nghe được động tĩnh bên ngoài truyền ra, một tiếng thanh thúy tựa như chim hoàng oanh vang lên, mang theo một tia kinh hỉ. A à, liệt ngươi đã trở lại. đúng vậy. Tần liệt mỉm cười. em chờ một chút, anh đang nấu canh gà em thích nhất, lập tức xong. Từ Tần liệt đơn giản đáp một tiếng, cởi áo khoác rồi ngồi xuống bàn ăn nhỏ hẹp. không lâu sau, cô gái trong bếp cẩn thận bưng canh gà ra khỏi bếp, cẩn thận đặt trước mặt Tần liệt. canh gà màu vàng nhạt thoạt nhìn bề ngoài rất tốt, mùi thơm mê người xông vào mũi khiến Tần Liệt nhất thời dân lên ham muốn ăn uống vô cùng. Tuy canh gà vô cùng ngon miệng, nhưng giờ phút này, sự chú ý của Tần Liệt lại toàn bộ đặt trên người cô gái, trong ánh mắt tràn đầy thỏa mãn. Hân hân, vất vả rồi. Nữ nhân trước mắt, mi mục như họa, chung linh dục tú, tựa như một đóa hoa sen trắng noãn. Hân hân, tên đầy đủ là Lý Hân, là bạn gái của Tần Liệt. Chính là Lý Hân dịu dàng, xinh đẹp trong cổ hoặc tự bốn bách chiến bách thắng. Trong mắt Tần Liệt, lần này mình xuyên qua, thu hoạch lớn nhất chính là giai nhân trước mắt. Thành tích điện ảnh thế nào? Vậy còn phải hỏi. Tần Liệt tự tin trả lời. Doanh thu phòng vé 9 triệu, kiếm được 5 triệu. Lý Hân vẻ mặt đương nhiên nói, không hổ là nam nhân của ta. Ta biết ngay ngươi là lợi hại nhất. Ha ha ha. Tần Liệt cười lớn ra tiếng yên tâm, sau này cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Chính xác. Chỉ cần tịnh khôn vừa chết, cuộc sống tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Ba tịnh khôn. Tần liệt, dám phản kháng ta sao? a à, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày hôm sau, buổi tối, trung tâm tắm rửa. Nửa người dưới tịnh khôn cuốn một cái khăn tắm, đi vào trong bồn tắm nửa nằm xuống, thoải mái chạy tới suối nước nóng ở bên cạnh hắn một nam tử đem khăn lông che ở trên mặt an giật sắp ngủ rồi căm miệng cẩn thận bóp chết chính mình nghe được thanh âm quen thuộc im lặng cởi khăn lông sau khi nhìn thấy tịnh khôn nhìn không được hỏi anh khôn nghe nói hai ngày nay anh phát tài rồi ha 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 tịnh khôn vẻ mặt đắc ý hỏi ngược lại ngươi nghe nói đó là đương nhiên điện ảnh ta đều xem qua ba bế cười nói chụp thật là không tồi Tịnh không nghe vậy vẻ đắc ý căn bản không hề che giấu trong ánh mắt ba bế hiện lên sự tham lam truy vấn anh khôn lần này kiếm được bao nhiêu không nhiều lắm cũng chỉ 500 vạn thôi mưa bụi dừng một chút tiếp tục nói bất quá đây là thành tích ngày hôm qua tiếp theo hẳn là sẽ tăng thêm một chút phỏng chừng khoảng sáu bảy trăm vạn T. Ba bế hít một hơi khí lạnh, hâm mộ nói. Một bộ phim có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Chật chật chật. Không nghĩ tới đóng phim này so với bán phim cấp 3 còn muốn kiếm tiền hơn. Tôi cũng không ngờ tần liệt lại cho tôi một niềm vui bất ngờ. Tịnh khôn đắc ý nói. Không nhìn ra tiểu tử này lại là một nhân tài. Ba bế giả vờ khen ngợi, sau khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tịnh khôn, nhìn không được nói. Bất quá, vượng giác Kamen, kịch bản này hẳn là cũng hao hết tài hoa của hắn, không biết hắn có thể nghĩ ra kịch bản tốt như vậy hay không. Tịnh không khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi nho chua không ăn được. Không khỏi cười nói. Ha ha ha, vậy ngươi cần phải thất vọng rồi. Ngày hôm qua mở tiệc mừng công, A Liệt đã viết xong một kịch bản, tên là gì? Ồ, bản sắc anh hùng. Kịch bản ta xem, so với vượng giác Kamen còn muốn đặc sắc đặc sắc hơn nhiều. Cái gì? Ba bế khiếp sợ, nhìn không được ngồi dậy, truy vấn. Thật hay giả? Tịnh Không liền khinh thường nói, hai chúng ta là huynh đệ bái bả tử, ta có thể lừa ngươi. Trên mặt ba câm vẫn là vẻ hoài nghi. Kỳ thật trước kia, ba bế đối với loại chuyện đóng phim này là chẳng thèm ngó tới. Cảm thấy đầu tư lớn, hồi báo nhỏ, hơn nữa nói không tốt sẽ phải bồi thường tiền còn lâu mới mở hồ sơ đánh bạc che sân khấu bán mì trắng kiếm tiền nhanh nhưng ai ngờ tịnh không dùng sự thật chứng minh ánh mắt anh quá nông cạn mà sau khi hắn nghe nói tần liệt quay phim kiếm được một khoản lớn cũng lén hỏi thăm biết tầm quan trọng của kịch bản vừa rồi nhìn thấy bộ dáng đắc ý của tịnh khôn cho nên nhìn không được nói một câu nhưng không ngờ tần liệt lại viết ra một kịch bản khác hơn nữa còn có thể làm cho tịnh khôn theo đuổi như vậy hắn rất hoài nghi tịnh không đang giả bộ. Nhưng ngay sau đó, tịnh không liền phá vỡ ảo tưởng của hắn, mở miệng nói. Bất quá đem ngươi ngươi cũng đừng tưởng rằng đóng phim kiếm tiền dễ dàng, bộ phim mới này đầu tư đều cần 300 vạn. Vạn nhất bồi thường cũng không phải là số nhỏ. Ba bế gật đầu đồng ý. Ngay sau đó chợt nghe tịnh không tiếp tục nói. Bất quá cái này bộ anh hùng bản sắc quả thật đặc sắc, ta dự đoán hẳn là có thể kiếm hơn 10 triệu ba bế nôn ra máu lại để cho ngươi giả bộ ngươi đã thề son sắt như vậy có thể kiếm được mười triệu còn tmg nói cho ta biết bồi thường không phải là số nhỏ anh đang xì hơi à ba bế buồn bực tịnh không nhịn không được nở nụ cười ngông cuồng ha 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 qua một lát ba bế lúc này mới mở miệng lần nữa tò mò hỏi anh khôn lần này a liệt giúp anh kiếm được nhiều tiền như vậy chắc anh thưởng cho anh ta không ít nhỉ đúng là rất nhiều suốt mười vạn cầm khép hờ thiếu chút nữa rơi vào trong bồn tắm nhìn không được truy vấn bao nhiêu lỗ tai cậu điếc rồi tịnh khôn bất mãn trả lời mười vạn khối ba bế cái này cũng quá ít đi ít sao tịnh không nghiêm trang trả lời ta không cảm thấy anh khôn anh cho nó ít như vậy, anh không sợ nó oán khí à. Ngay sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của Ba Bế, Tịnh Khôn khinh bỉ nói, ngu ngốc, cho nhiều như vậy làm gì? Tần Liệt chẳng qua là giúp tôi kiếm tiền mà thôi. Đều là tiền của ta, cho hắn 10 vạn còn chưa đủ. Những lời này rõ ràng không thuyết phục được Ba Bế, Tịnh Khôn cũng không giả bộ nữa, quả quyết nói, Tần Liệt một ngày vào câu lạc bộ, sau này không có tôi gật đầu hắn cả đời không được thoát thân. Mạng nhỏ nắm giữ trong tay ta, cho hắn mười vạn còn ít sao? Hắn dám chê ít sao? Thanh âm tịnh không càng thêm ngông cuồng. Tiền và mạng cái nào quan trọng, trong lòng hắn không đếm sao? Còn không phải ngoan ngoãn làm công cho tôi, làm việc cho tôi. Ha 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 ha. Nói xong lời cuối cùng, lại phát ra tiếng cười điên cuồng. Chật chật chật. Ba chậm lắc đầu, nhìn không được giơ ngón tay cái lên nói đều nói làm người phải tàn nhẫn chúng ta lăn lộn xã hội đen phải tàn nhẫn hơn nhưng cẩn thận luôn luôn anh khôn vẫn là người tàn nhẫn nhất bốn tịnh khôn bị bắt cóc bạn đang nghe tại truyện chấm audio ba ngưng nhìn không được tham lam vội vàng mở miệng nói anh khôn bộ phim mới này tính cho em một phần cúc tịnh khôn không chút khách khí trả lời Ngươi cái đập đầu đường cũng nắm chặt điểm đổi tiền, ngươi đặc biệt mã còn thiếu lão tử 20 triệu đâu này. Ba bế ngượng ngùng cười. Yên tâm, ta cũng sẽ không quỵt nợ. Trang bị xong, tịnh không mặc quần áo tử tế, rời khỏi trung tâm tắm rửa. Trang bước trước mặt ba bế, thôi đóng cửa trả tiền sớm một chút, mục đích của tịnh khôn cũng đã đạt được. Tịnh khôn mang theo một đống đàn em rời khỏi trung tâm tắm rửa cũng không chú ý tới, hắn vừa đi ra cửa chính, đã bị người ta theo dõi trên xe đại đông lạnh giọng hỏi hỏi thăm rõ ràng chưa làm rõ rồi tên cầm đầu dùng lỗ mũi nhìn trời kia chính là tình khôn bác trung nhìn tiểu đệ phía sau tình khôn nhìn không được nói nhưng người của bọn họ thật nhiều a à? gà đẻ khinh thường nói nhiều người có ích lợi gì chúng ta là bắt tên kia nói chuyện rồi đen đầu dù sao so với kém lão dễ đối phó kém lão đều có súng, vậy mới phiền toái. Đại Đông gật đầu phụ họa. Nói không sai, đừng nhìn cản phụ hình như là cổ hoặc tử thiên hạ, kỳ thật cổ hoặc tử bất quá là đám ô hợp mà thôi, tốt nhất đối phó. Cơ hội ở ngay trước mắt, Đại Đông cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ô rùi đầu, ngươi phụ trách lái xe tiếp ứng chúng ta. Bác Trung ngươi cùng ta đi bắt ngươi. Gà đẻ, mập cô hai người điện hậu. Được mấy người nhao nhao gật đầu thuần thục móc ra da hỏa mở ra bảo hiểm không có mấy cái hô hấp đại đông dẫn đầu mở cửa xuống xe sinh kê bác trung vì cô theo sát phía sau con ruồi đen động xe chậm rãi đi theo sau mọi người mấy người đại đông bỏ tay vào túi không bao lâu đã đuổi theo sau đám người tịnh khôn phập đường mắt mù a à. không thấy lão đại của chúng ta ở đây sao cút xa một chút đường rộng như vậy Nhất định phải chen chút với chúng ta, ngươi muốn chết à. Tịnh Khôn bất mãn quay đầu lại, thấy em trai cãi nhau với hai người, vừa định mở miệng. Đột nhiên. Nhân cơ hội này, Đại Đông và bác Trung lơ đẳng đi tới bên cạnh tịnh Khôn, các ngươi là. Lời còn chưa dứt, đã thấy Đại Đông cười lạnh, một quyền đánh vào mặt hắn. Bên cạnh, bác Trung cũng đồng thời ra tay với tiểu đệ bên cạnh tịnh Khôn. Về phần tiểu đệ khác căn bản không chú ý tới lão đại của mình gặp phải tập kích. Tịnh không thấy đối phương không nói hai lời trực tiếp động thủ, bị dọa nhảy dựng lên, trong lòng nhất thời giận dữ. Ai đấy? Dám khiêu chiến tịnh khôn của ta. Nhưng mà sau một khắc, hắn chợt rùng mình một cái. Súng. Bọn chúng có súng. Dám chạy, ta sẽ xử lý ngươi. Trong tay đại đông cầm một khẩu súng lục, đường kính súng tối ông nhắm thẳng vào tịnh khôn thình thịch bác trung ném một viên gạch làm tịnh khôn hôn mê bất tỉnh đông ca lên xe một chiếc xe hơi từ phía sau tăng tốc trực tiếp từ một đám cổ hoạt tử từ chính giữa đụng vào a à, chạy mau vương bác đảng trong nháy mắt tiếng chửi bậy vang lên ô tô đã vọt tới bên cạnh đại đông và bác trung bác trung mở cửa xe đại đông ném tịnh khôn đang hôn mê vào trong xe gà đẻ và cô béo thuận thế đá ngã hai gã cổ hoạt tử, vội vàng chạy về phía ô tô. Đám cổ hoạt tử bị đụng người ngã ngựa đổ cũng điên rồi, liều lĩnh vọt về phía Đại Đông, muốn cứu tịnh không xuống xe. Kết quả Đại Đông mạnh mẽ dơ hồng súng lên, nhắm vào đầu cổ hoạt tử xông tới đầu tiên. Cổ hoạt tử bối rối Vội vàng phanh lại, hiểm mà lại hiểm dừng ở trước mặt Đại Đông. Súng Súng sát khí lạnh như băng đánh úp lại, một đám cổ hoạt tử nhau nhau dừng bước. Đại Đông mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói: "Cút!" đang tiến lên một chút, tiễn các ngươi lên Tây Thiên. Đối mặt với súng, cổ hoạt tử luôn luôn chỉ biết vung dao phay sợ hãi. Nhân lúc này, gà đẻ và cô béo cũng chui vào trong xe. Đại Đông mở cửa xe phụ lái, chui vào trong xe. Vù vù, động cơ chạy mạnh, trong nháy mắt tăng tốc biến mất trước mặt một đám cổ hoặc tử. Còn ngẩn người cái gì, lái xe đuổi theo người A. À? Đúng vậy, mau đi cứu lão đại. Đám vương bác đảng này, chơi xấu. Ta đi lấy gia hỏa trước, trở về giết chết đám người này. Người dám uy hiếp ta còn chưa ra đời. Đánh lén, bắt tên kia, thật đặc biệt không nói võ đức. Đám cổ hoặc tử lái mấy chiếc ô tô nhanh chóng đuổi theo hướng đại đông biến mất. Nhưng mà... Bọn họ làm sao có thể đuổi kịp. Vì thế nửa giờ sau, một đám tiểu đệ mắng chửi đỉnh đạt chạy về. Chợt vừa nghĩ tới lão đại bị người trói, một đám cổ hoạt tử bắt đầu buồn bực. Trong lòng càng là tràn ngập bất an. Mà tiểu đệ cầm đầu nhìn ra tâm tư của mọi người, không khỏi nói. Mọi người yên tâm, lão đại vừa rồi hôn mê, cho nên không nhìn thấy chuyện vừa rồi. Về phần lão đại sau khi trở về nói như thế nào, Tất cả mọi người hiểu không? Đương nhiên. Đương nhiên. Một đám cổ hoặc tử phẫn nộ gật đầu, không khỏi xấu hổ nở nụ cười. Khi Tịnh Không tỉnh táo lại, đã là 2 giờ sau. Tịnh Không đầu óc hỗn loạn theo bản năng quan sát xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một nhà máy bỏ hoang. Bình thường thân ảnh quen thuộc bên người lại càng không thấy một cái. Tịnh Không theo bản năng muốn hoạt động, lúc này mới phát hiện mình bị trói vào một cây cột năm tầng liệt xuất hiện, tình không chấn kinh phẫn nộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khốn kiếp, là ai trói ta? Tịnh không bình thường kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi, khi nào thì chịu qua loại tội này? Chửi âm lên. Mẹ kiếp, có biết tịnh không tôi là ai không? Các ngươi muốn chết sao? Có tin lão tử phái người giết cả nhà các ngươi hay không? Vừa dứt lời, mấy người đại đông từ bên ngoài đi vào, nghe được tịnh không mắng. Bác Trung tính tình nóng nảy không nói hai lời, đi lên liền cho Tịnh Khôn hai cước, đồng thời mắng to. "Vương Bác Đảng, người đều muốn chết còn dám mắng chúng ta." "Mẹ kiếp, không phải muốn lấy số tiền còn lại trước, lão tử lập tức làm mày." "Còn đặc biệt mã vết lão tử cả nhà, tin hay không ta cho ngươi muốn sống không được muốn chết không thể." "Bang bang." Bác Trung lập tức không chút khách khí chính là một trận quyền đấm cước đá, phát tiết lửa giận trong lòng lập tức là trực tiếp mơ hồ hắn thoáng cái liền nghe ra mấy người bắt cóc mình khẩu âm không đúng đều là đại giới tử danh tiếng của vòng tròn lớn ở cảng rất không tốt đặc biệt là khi những từ như bắt cóc súng lục được liên kết với nhau kẻ ngốc cũng có thể đoán được đám người đại đông chính là một đám kẻ liều mạng sợ hãi ám ảnh rời đi khôi phục bản tính tham sống sợ chết của mình không dám đắc ý nữa khụ khụ nhổ ra hai ngụm máu tươi đợi đến bác Trung dựng tay sau, rời đi rốt cục nhìn không được hỏi. Là ai muốn các ngươi giết ta? Gà không kiên nhẫn nói. Chúng ta chỉ là thu tiền làm việc mà thôi, nào biết ngươi đắc tội ai? Nếu thật sự tò mò, chờ thêm chút nữa ngươi có thể tự đi hỏi Diêm Vương gia. Tịnh không không nhìn được hiếp sâu một hơi. Trong lòng mắng to đám thủ hạ phế vật của mình, nhìn không được thầm nghĩ. Nghe khẩu khí của vòng tròn lớn này, đây là thật muốn giết chết ta a à. Không được, tuyệt đối không được. Tịnh không ta cũng không muốn tráng niên mất sớm. Chợt tịnh không ngẩng đầu lên, đỏ mắt gào thét. Đừng giết ta. Ta cho các ngươi tiền mua mạng của ta. Ta là một trong những đường chủ của Hồng Hưng, có tiền có thế. Mặc kệ đối phương ra bao nhiêu, ta đều ra gấp đôi. Bác Trung, Sinh Kê, Béo Cô, Rùi Đen nghe vậy, đều lộ ra thần sắc ý động tịnh không nhìn thấy cảnh này, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khẩu khí này còn chưa buông lỏng xong, thanh âm đại đông bỗng nhiên vang lên. Không được. Đám người bác trung khó hiểu nhìn về phía đại đông. Đầu rùi đen. Đông ca, chúng ta không phải tới kiếm tiền sao? Gà đẻ. Đúng vậy, nếu hắn nguyện ý ra giá gấp đôi, tại sao không được? Mập cô cũng gật đầu phụ họa đối mặt với mọi người cho rằng đại đông không chút do dự hồi đáp chúng ta mặc dù là kẻ liều mạng không phải người tốt gì nhưng là cũng phải giữ thành tín tín nhiệm mới được nếu không tin tức truyền ra cả đời này chúng ta đều không thể lăn lộn nổi về sau không ai nguyện ý lại cùng chúng ta làm ăn thậm chí ngay cả tiêu thụ tan vật cũng không tìm được người mua muốn ở cảng lăn lộn phong sinh thủy khởi thanh danh rất trọng yếu huống chi nói mà không giữ lời không phải tác phong của người đại lục chúng ta. Mấy người đối với Đại Đông vẫn luôn rất tin phục, hắn mở miệng, bọn họ tự nhiên sẽ không phản bác. Mặc dù có chút đáng tiếc tịnh không nói giá cả gấp đôi, thế nhưng mấy người vẫn nghe theo an bài của Đại Đông. Tịnh không mắt thấy lời nói của Đại Đông có sức tin phục như vậy, trong nháy mắt lúng cúng. Vội vàng hét lớn ra giá. Ta ra một trăm vạn. Tịnh khôn đã nhìn ra, con dê dẫn đầu của mấy người đại đông vì thế vẻ mặt lo lắng nhìn chầm chầm đại đông chỉ cần đại đông cự tuyệt hắn liền tiếp tục ra giá cao hơn không ai dám lấy mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn một triệu đám người bác trung một mảnh xôn xao thật nhiều a à. cái này phải cướp bóc bao nhiêu lần tiệm vàng mới có thể kiếm nhiều như vậy a à. đông ca đông ca nếu không tâm động bọn họ, động lòng tham rồi. Đại Đông cũng động tâm, bất quá hắn cắn răng nói. Một trăm vạn, không đủ. Tịnh không hưng phấn. Không thành vấn đề, hai triệu, tôi cho hai triệu. Bao nhiêu tiền không quan trọng, chỉ cần mình có thể sống sót. Đột nhiên, trước cửa nhà máy bỏ hoang vang lên tiếng phanh xe. Con ruồi đen vội vàng nói. Có người tới. Đi xem. Đại Đông phân phó. Đầu rùi đen và gà để cảnh giác lấy vũ khí ra, tới gần cửa sổ, xuyên qua khe hở nhìn thấy Tần Liệt đã gặp ngày hôm qua. Cũng là chủ nhân của họ. Xoay người hướng về phía đại đông gật gật đầu, đồng thời thu hồi vũ khí. Két két. Cửa phòng bị đẩy ra, thân ảnh Tần Liệt lần thứ hai xuất hiện trước mắt mọi người. Lộ ra nụ cười sáng lạng nói. Ta không tới chậm chứ. Tịnh không nhìn thấy Tần Liệt, nhất thời kích động. A liệt người tới cứu ta trong thanh âm tịnh không tràn ngập kinh hỷ a liệt người tới cứu ta lần đầu tiên nhìn thấy tần liệt còn tưởng rằng tần liệt tìm được mình muốn cứu mình ra ngoài cho nên ngữ khí thập phần hưng phấn mau 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 cởi ra cho ta cứu ta ra ngoài chờ sau khi ta đi ra ngoài ta thề nhất định phải xử lý mấy cái vòng lớn này đương nhiên trước khi giết chết bọn họ ta muốn hỏi là ai thuê bọn họ, sau đó giết sạch cả nhà bọn họ. Thanh âm kích động của tịnh không khiến tâm tình Tần Liệt càng thêm kiên định. Mà tịnh không mắt thấy Tần Liệt ngây ngẩn cả người, không khỏi quát. Ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ biết sao? Mau thả ta xuống. Tịnh không sau khi nhìn thấy Tần Liệt, lại khôi phục bản tính vên mặt hất hàm sai khiến của hắn, hô to gọi nhỏ với hắn. Tần Liệt xoay người lại, lộ ra một nụ cười sáng lạng. Vì vậy, Tần Liệt từ sau lưng rút ra một khẩu súng. Nhắm ngay trán tịnh khôn. Trong phút chốc, tịnh khôn chấn kinh. Quả thực không thể tin. Cái tên này lại cầm súng chỉ vào tôi. Ta chính là lão đại của hắn. Hôm qua ta mới đưa cho hắn một trăm ngàn. Tôi. Chợt, suy nghĩ của tịnh khôn dừng lại. Như hiểu được điều gì, trong nháy mắt an tĩnh lại, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng tái nhợt sau đó gắt gao nhìn chằm chằm tần liệt nghiến răng nghiến lợi hỏi là người ngươi thuê dết ta sáu tịnh khôn chết sự nghiệp xuất phát bạn đang nghe tại truyện chấm audio tịnh khôn tức giận đến phát run vì sao còn phải hỏi sao tần liệt nhìn chằm chằm tịnh khôn không, không nhịn được nói ta không xử lý ngươi để ngươi ép khô ta như mía sao? Mẹ kiếp. Lão tử cho ngươi kiếm 25 triệu, ngươi đặc biệt cho lão tử 50 vạn. Ngươi nói ngươi có đáng chết hay không? Tịnh không trăm triệu lần không nghĩ tới, mấy giờ trước hắn còn thề son sắt nói với ba bế, mặc kệ mình đối xử với Tần Liệt như thế nào, hắn cũng không dám phản kháng. Còn chưa tới mấy giờ đâu, đã tự đánh vào mặt mình. Tần Liệt muốn lấy mạng hắn cho dù là tịnh không tâm ngoan thủ lạc lần này cũng hoàn toàn lúng cuốn, vội vàng cầu xin tha thứ. A à liệt, ta là đại ca của ngươi, ngươi không thể giết ta. Tin tức truyền ra ngoài, ngươi nhưng là xong rồi, cả đời đều lăn lộn không nổi, không ai dám thu ngươi làm việc. Tại sao muốn người khác nhận, ta tại sao phải làm tiểu đệ cho người khác? Đúng rồi, không phải anh muốn tiền sao? Ta có thể cho ngươi tiền, 500 vạn thế nào? Không, mươi triệu. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta cam đoan không tìm ngươi gây phiền toái. Tần liệt cười khinh thường. Xử lý ngươi, ta chính là lão đại. Về phần tiền, làm lão đại ta muốn kiếm bao nhiêu đều là của ta. Lúc này, chờ một chút. Đại đông mặt không chút thay đổi, nhìn tần liệt. Huynh đệ, lần này, là ta mấy cái huynh đệ này đi tới cảng phụ phiếu thứ nhất, tiên tiểu nhân hậu quân tử, vừa rồi tên này thế nhưng là cho ta ra giá 200 vạn muốn mua mạng của hắn, việc này, ngươi nói như thế nào? Đại Đông cười hiếp mắt nói. Tần liệt nhất thời sửng sốt, trong lòng khẽ động, vẻ mặt bình tĩnh nói. Thật vui thay cho các ngươi, may mà các ngươi không đáp ứng. Tiểu tử ngươi có ý gì? Bác Trung bất mãn nói. Tần liệt cười khẽ một tiếng. Các ngươi cũng không đi hỏi thăm thái độ làm người của tịnh khôn lời của hắn các ngươi cũng có thể tin. Phàm là lời hắn nói nếu có một dấu chấm câu có thể tin tưởng, ta cũng không đến mức mua giết người. Nếu như các ngươi thật sự đáp ứng hắn, kết quả khẳng định là bị hắn giết chết. Không kiếm được một xu thì không nói, kết quả còn phải mất mạng. Tịnh không sợ vải đái. Không 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 hai trăm vạn, ta có thể, ta có thể. Hắn mới cho các ngươi bao nhiêu? Ba mươi vạn năm mươi vạn ta ra hai trăm vạn u tệ ba triệu mua mạng hắn tịnh khôn trống to đám người bác trung động tâm vô cùng mạo hiểm tính mạng đến đảo hồng kông là vì cái gì còn không phải vì tiền đạo nghĩa gì tín dụng gì có thể đáng giá ba triệu đúng lúc này tần liệt giơ súng không cần trong tiếng hô không thể tin của tịnh khôn phanh Viên đạn từ trán Tịnh Không bắn vào, biểu tình không thể tin của Tịnh Không bắt đầu trở nên cứng ngắc, vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này, chất lỏng màu đỏ trắng từ đôi mắt đen trên trán Tịnh Không chậm rãi chảy ra. Sau đó bên tai Tần Liệt bắt đầu vang lên âm thanh. Hệ thống kiểm tra, nhiệm vụ. Giết Tịnh khôn thượng vị đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ. Áo vét côn đồ dưỡng mục trưởng cao tấn chiến lực thể, áo vét côn đồ cai ngục cao tấn chiến lực thể, kích hoạt trung Kích hoạt thành công oanh ngay lập tức Tần liệt chỉ cảm thấy cơ thể mình đột nhiên thay đổi giống như thoát thai hoáng cốt trong phút chốc thanh âm chung quanh càng rõ ràng thậm chí ngay cả thanh âm xa hơn cũng có thể rõ ràng lọc vào tai mắt trở nên sáng hơn mặc dù là đêm tối nhưng tầm mắt rõ ràng trở nên rõ ràng hơn toàn thân tràn ngập một cỗ lực lượng nổ tung không ngừng bắt đầu khởi động trong đầu càng là không hiểu xuất hiện một ít kỳ quái đồ vật, giống như là một ít cách đấu kinh nghiệm, trực tiếp khắc ở trong đầu. Trong lòng Tần Liệt cảm thấy rất rõ ràng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thân thể hắn đã xảy ra biến hóa khó có thể tưởng tượng. Đây chính là tâu phục côn đồ giữ ngục trưởng cao tấn chiến lực thể mang đến sao. Hô hô! Theo bản năng hít sâu một hơi sau, phản phất đem trong thân thể không ít tạp chất đều bài trừ ra ngoài. Cảm giác này, thật sảng khoái a. À. Giờ phút này, thông qua một loạt biến hóa, Tần Liệt biết. Sức chiến đấu của mình, hiện ra tốc độ tên lửa tăng vọt. Dùng một từ để hình dung là thích hợp nhất. Phá kén thành bướm. Trong một từ. Đại bàng một ngày đồng phong khởi, phù diêu thẳng lên chín vạn dặm. Tần Liệt theo bản năng siết chặt nắm đấm. Răng rắc, răng rắc, thanh âm xương cốt truyền đến khiến Tần Liệt ý thức được đây không phải là ảo giác. Người giết hắn, ai cho phép ngươi giết hắn đám người bác trung biến sắc ba triệu hết rồi tần liệt mạnh mẽ vặn đầu nhìn về phía đám người đại đông như thế nào muốn đổi ý đại đông ánh mắt nguy hiểm nhìn tần liệt vì huynh đệ này giao dịch của chúng ta còn chưa đàm phán xong ngươi liền giết hắn hại chúng ta thiếu ba triệu a việc này ngươi giải quyết như thế nào bác trung đúng chúng ta tổn thất ba triệu mập cô. Không sai, ngươi thế nào cũng phải bồi thường chứ. Cả đám lộ ra ánh mắt tham lam. Tần liệt thở dài. Ta còn tưởng rằng, các ngươi có thể nhìn được lòng tham. Không nghĩ tới, cuối cùng không tránh được tử kiếp này. Có ý gì? Đột nhiên, đại đông biến sắc. Nhất thời cảm giác cả người bị kim đâm báo động nguy hiểm. Phanh. Ba phút sau, tần liệt từ trong nhà máy bỏ hoang đi ra, một thân âu phục, một chút nếp nhăn cũng không có. Mà bên trong, đám người đại đông, phì cô, bác trung, chết không nhắm mắt. Âm. Lửa lớn hừng hực, phóng lên trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Chỉ còn lại thi thể tịnh khôn, để lại bên ngoài. Thi thể của hắn, còn hữu dụng. Bảy tầng liệt. Chúng ta muốn vì không ca báo thù. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một giờ sau, Tần Liệt cuối cùng cũng về tới phòng trọ, lúc chuẩn bị lên giường ngủ không cẩn thận đánh thức Lý Hân. Lý Hân vốn đang ngủ, theo bản năng mở mắt ra. Ngay sau đó, trong nháy mắt bừng tỉnh. "A à Liệt, sao anh mới trở về?" Lão đại có chút ngoài ý muốn đi xử lý. Tần Liệt thuận miệng đáp, "Không cẩn thận đánh thức ngươi." Lý Hân tự như suy tư gật đầu, chợt không khỏi nghiêm mặt nói, ta cảm giác như ngươi đã thay đổi thành người khác vậy lý hân và tần liệt dạ ở chung đương nhiên là mẫn cảm nhất với tần liệt cô cũng không uổng công là phụ nữ của tần liệt trước tiên đã nhận ra có gì đó không đúng nhưng chuyện hệ thống tần liệt đương nhiên không thể nói cho lý hân dù sao nói cũng sẽ không tin lý hân nói không chừng còn có thể cho rằng hắn điên rồi không nói gì mới là lựa chọn tốt nhất hả tần liệt cố ý lộ ra nụ cười xấu xa nói thay đổi chỗ nào? Ở đây. Buổi sáng, Tần Liệt tỉnh dậy trong tiếng chuông điện thoại. Này, làm sao vậy? Liệt ca, lão đại tìm được rồi. Tần Liệt thoáng sửng sốt. Tịnh không lại bị tìm thấy. Sớm vậy sao? Bất quá, cho dù tìm được cũng không có gì, dù sao đều là người chết, một cổ thi thể mà thôi. Ở đâu? Lão đại đã chết rồi. Tưởng tiên sinh vừa mới gọi điện thoại, hỏi chúng tôi xảy ra chuyện gì anh là thủ lĩnh của lão đại cho nên liệt ca anh trở về lấy chủ ý đi ta lập tức tới đây cúp điện thoại tần liệt ngâm nga tiểu khúc vui vẻ bắt đầu rửa mặt ăn xong bữa sáng tình yêu lý hơn để lại tần liệt lúc này mới không nhanh không chậm chạy tới một giờ nữa bên trong nhà tang lễ một đám tiểu đệ sắc mặt khó coi không nói một lời đứng ở cửa thân ảnh tần liệt cuối cùng cũng xuất hiện dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chỉ thấy vẻ mặt tần liệt bi phẫn đại ca tuy rằng chỉ có hai chữ nhưng trong hai chữ này lại bao hàm vô số cảm xúc tức giận sốc không thể tin được cực kỳ bi thương người không biết nhìn thấy một màn như vậy có thể sẽ thật lầm tưởng hai người là huynh đệ tay chân như thế nào mà trong mắt đám đàn em xung quanh hai chữ tần liệt này đã hoàn mỹ chứng minh tình cảm giữa hắn và tịnh khôn sâu đậm đến mức nào. Quả thực là không gì sánh kịp. Trong lúc lơ đảng, tần liệt lén thu hồi thuốc nhỏ mắt trong tay. Lúc này, có tiểu đệ tiến lên đem tình huống trong lòng giải thích cho tần liệt một phen. Đúng như tần liệt dự đoán. Cái chết của tịnh khôn khiến cho cả hồng hưng chấn động. Làm hồng hưng đường chủ một trong, hơn nữa là hai năm qua, thực lực mạnh nhất, có tiền nhất ưu thế đường chủ địa vị của tịnh khôn ở Hồng Hưng vốn vượt xa các đường chủ khác. Hơn nữa bởi vì tịnh khôn vẫn có tâm tư sáng vị, cho nên quan hệ với các đường chủ khác của Hồng Hưng cũng vô cùng tốt. Bằng không, tịnh khôn cũng không có khả năng sau khi bắt được nhược điểm của tưởng tiên sinh, lại có thể buộc tưởng tiên sinh thoái vị nhường chỗ cho hắn. Mặc dù đây là những điều trong tương lai và chưa xảy ra ngay bây giờ, nhưng chỉ nhìn trước mắt, theo cái chết của tịnh khôn, Hồng Hưng tất nhiên sẽ lại hỗn loạn một thời gian ngắn điện thoại của tưởng tiên sinh đã gọi tới các đường chủ khác cũng đang chờ kết quả lúc này rõ ràng cần một người đến trả tiền cho cái chết của tịnh khôn thật không may tần liệt chính là lựa chọn tốt nhất tuy rằng anh ở bên cạnh tịnh khôn cũng đã hai tháng nhưng bởi vì bận quay phim thay tịnh khôn kiếm tiền cho nên cũng không có căn cơ hơn nữa tịnh khôn trước khi chết lại cho hắn danh hiệu đầu ngựa bất kể nhìn thế nào tần liệt cũng là người tốt nhất để chọn trên đường tới đây Tần Liệt đã suy nghĩ cẩn thận, trong lòng cười lạnh. Nhưng mà, các ngươi làm như vậy, chẳng phải là ở trong kế hoạch của ta sao? Cái ta cần, đơn giản cũng chỉ là cái danh hiệu này mà thôi. Nghe xong em trai nói xong tình huống, sau khi biết thi thể tịnh không được phát hiện từ đâu, là nguyên nhân tử vong gì, Tần Liệt cũng phục hồi tinh thần, duy trì biểu tình bi phẫn, vẻ mặt thống khổ thấp giọng gào thét. Đi. Triệu tập tất cả huynh đệ hợp vâng liệt ca một đám tiểu đệ lên tiếng rời đi tần liệt nhìn uy gia sắc mặt không thay đổi uy gia là tâm phúc trung thành của tịnh khôn cũng là tay chân kim bài bên cạnh tịnh khôn mà gọi tần liệt đến làm hiệp sĩ gánh vác chú ý cũng là hắn ra tay uy gia nhìn thấy tần liệt nếu không có người ra lệnh giống như thật sự coi mình là thủ lĩnh của tịnh khôn sắc mặt dần dần trở nên khó coi đáng tiếc tần liệt sẽ không nuông chiều hắn có chuyện gì vậy? Là ta sai khiến không được ngươi sao? Quy gia vừa định gật đầu, chợt nghe Tần Liệt nói tiếp. Tôi là con ngựa đầu đàn mà anh không chỉ định khi còn sống. À, anh không vừa mới chết, hài cốt chưa lạnh, ngay cả hung thủ cũng không tìm được. Ngươi không nghe mệnh lệnh, chẳng lẽ là muốn tạo phản hay sao? Tần Liệt chụp mũ tạo phản, sắc mặt Quy gia lập tức tối sầm lại. Quy gia do dự, cắn răng rời khỏi nhà tang lễ đi làm theo lời tần liệt dặn dò tần liệt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi cười lạnh một đám ngu ngốc còn muốn nhân cơ hội này chia cắt tài sản của ngươi làm sao tôi có thể cho phép điều đó dù sao đây đều là gia nghiệp lão đại ngươi để lại cho ta a à? đinh lúc này thanh âm hệ thống vang lên tất cả tài sản của tịnh khôn đã hoàn thành thủ tục chuyển giao hợp pháp toàn bộ chuyển giao cho ký chủ tài liệu thủ tục cụ thể, để ở phòng trọ. Vài giờ nữa. Trong linh đường vừa mới dựng xong cho tịnh khôn, năm 60 tiểu đệ liên tiếp xuất hiện, đầu tiên là dân hương cho tịnh khôn đã mất, dập đầu. Chợt hội tụ cùng một chỗ. Mắt thấy người đã đến kém không nhiều lắm. Tần liệt hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt phẫn nộ đứng dậy, đi tới trước mặt mọi người, đau xót nói. Mọi người trong lòng hẳn là rõ ràng, ta triệu tập các ngươi đến, một mặt là tiễn lão đại đoạn đường cuối cùng mặt khác tự nhiên muốn xuất lĩnh mọi người vì lão đại báo thù tám đại hội tần liệt dựng nên quyền uy bạn đang nghe tại truyện chấm audio tần liệt dõng dạc chúng ta là tiểu đệ của lão đại báo thù cho hắn vốn là trách nhiệm không thể chối từ cho nên kế tiếp tần liệt vừa định tiếp tục ra lệnh đột nhiên sắc mặt uy gia âm trầm từ trong đám người đứng ra bất mãn nói báo thù cho anh khôn là chuyện đương nhiên, nhưng... Chúng ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Chuyện chúng ta sẽ làm, nhưng không tới phiên ngươi phân phó. Quy gia nói xong, năm 60 tên tiểu đệ nhất thời đi ra hơn phân nửa người, hội tụ ở phía sau uy gia, lần lượt mở miệng nói. Đúng vậy, anh không mất rồi, chúng tôi dựa vào cái gì mà nghe lời anh? Dù sao cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn của anh khôn, em chỉ nghe lời Quy gia. Đúng vậy, muốn ra lệnh cũng là uy gia tần liệt cậu tính là gì đừng tưởng rằng chúng ta gọi ngươi một tiếng liệt ca ngươi liền thật cho rằng ngươi là đại ca của chúng ta đúng vậy ở đây nhiều người như vậy ai gia nhập câu lạc bộ thời gian không so với ngươi lâu không so với ngươi có tư lịch lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện theo một đám tiểu đệ lần lượt mở miệng trên mặt uy gia treo đầy thần sắc đắc ý những lời này vốn là hắn dạy cho các tiểu đệ chính là để cho bọn họ vào lúc này làm khó dễ sau đó xác lập địa vị của hắn như vậy có danh tiếng đại nghĩa hắn mới có thể thuận lý thành chương tiếp nhận vị trí đường chủ tịnh khôn những người còn lại tuy không nói gì nhưng cũng không có ý giúp tần liệt dù sao thời gian tần liệt gia nhập xã đoàn quá ngắn hơn nữa trước sau như một làm cho người ta có ấn tượng suy nhược dễ khi dễ rõ ràng là quả hồng mềm điển hình bọn họ tuy không ủng hộ uy gia nhưng cũng không ủng hộ Tần Liệt xem náo nhiệt ngay tại chỗ. Quy gia làm khó dễ, một chút cũng không vượt qua dự đoán của Tần Liệt. Ha ha ha. Tần Liệt cười to một tiếng, chợt trở nên lạnh lùng. Dựa vào cái gì? Bằng vào tôi là con ngựa đầu đàn anh không quyết định. Bây giờ anh không không còn nữa, có vấn đề gì với việc tôi ra lệnh không? Dừng một chút, ánh mắt Tần Liệt trở nên bất thiện, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói làm sao vậy các ngươi là muốn thoát ly hồng hưng lại là một phen mũ lớn chụp xuống đối với đám đàn em mà nói nếu quả thật bị tần liệt chụp mũ cũng không cần tần liệt tự mình động thủ lão đại tưởng tiên sinh của hồng hưng là người đầu tiên không đáp ứng khi đó sự tình có thể rất lớn đám đàn em lập tức im lặng có chút khẩn trương nhìn uy gia muốn xem hắn giải quyết tần liệt như thế nào uy gia nhất thời nghẹn lời Điểm ấy hắn quả thật không có biện pháp phản bác, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng Tịnh Không trước đó làm càng, tùy tiện liền đem tư cách thủ lĩnh cho Tần Liệt, khiến cho hắn hiện tại không chiếm được đại nghĩa. Trầm ngâm một lát, Quy Gia Hung hăng trừng mắt nhìn Tần Liệt nói: "Nói không sai, nhưng ngươi cũng không hỏi, ở đây nhiều người như vậy có ai phục ngươi? Cậu là đầu ngựa thì thế nào, chẳng qua là không ca lúc trước đề cao cậu mà thôi. Ngươi một không có tư lịch, hai không có thực lực." Dựa vào cái gì thay không ca ra lệnh cho chúng ta? Cho dù nói đến chỗ tưởng tiên sinh thì thế nào, chúng ta chính là không phục ngươi." Quy gia nói xong, các tiểu đệ hắn lôi kéo cũng cảm thấy hắn nói không sai, lại liếu riếu. "Đúng vậy, Quy gia nói không sai. Ngươi có bản lĩnh gì lãnh đạo chúng ta? Bất quá là lúc trước nịnh nọt, để cho lão đại cho ngươi một cái danh tiếng mà thôi, có cái gì không dậy nổi?" Đối mặt với đám tiểu đệ không phục do Uy gia cầm đầu, Tần Liệt hừ lạnh, nói như đinh đóng cột. "Hừ. Lăn lộn trong xã đoàn lúc nào cũng phải xem tư lịch. Vậy chẳng phải là nói ai sống lâu thì người đó chính là lão đại sao? Nếu như tìm rùa đen đến, các ngươi có phải hay không muốn gọi tổ tông?" Tần Liệt nói chuyện rất không khách khí, thầm mắng bọn họ chính là một đám rùa đen khốn kiếp. Ngay sau đó, không đợi bọn họ phản bác, Tần Liệt đột nhiên kéo mặt xuống, tiếp tục nói. Được rồi A Uy, bớt nói nhảm đi. Chúng ta lăn lộn trong xã đoàn luôn dựa vào thực lực nói chuyện. Trực tiếp vạch đường đi. Được. Quy gia quả quyết đáp ứng, ác giọng nói: Nếu là cổ hoặc tử, vậy cứ dựa theo quy củ của cổ hoặc tử mà giải quyết. Chúng ta đã làm một hồi, nếu như ngươi có thể đánh qua ta, ta liền nhận ngươi cái này đầu mã. Nếu không ta sẽ vì ngươi mà sai đâu đánh đó tần liệt đột nhiên mở miệng cắt đứt lời uy gia uy gia gật đầu ánh mắt vô cùng kiên định tránh ra mọi người nhanh chóng tránh ra vị trí ngay sau đó uy gia ngữ khí trêu chọc nói đây chính là ngươi muốn chết ta cũng không cho phép vị trí lão đại giao cho một kẻ bất lực nói xong vung mạnh nắm đấm nhanh chóng phóng về phía tần liệt A Uy là tay chân số một dưới trướng tịnh khôn, thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Sức chiến đấu cực mạnh. Đám đàn em phía sau hắn lộ ra nụ cười chăm chọc, chuẩn bị xem tầng liệt như thế nào. Nhưng một giây sau, không đợi nụ cười của bọn họ hoàn toàn nở rộ, đột nhiên, ánh mắt mọi người nhất thời trừng đến lão đại. Không thể tin nhìn trước mắt. Thình thịch. Chính thành công thượng vị. Từ đây, biển rộng mặt cá bơi bạn đang nghe tại truyện chấm audio bùng tần liệt chỉ nhấc chân lên đá một cước a uy dùng tốc độ xét đánh không kịp biệt tay trọng chung đánh về phía tần liệt nhưng trong phút chốc nhưng lại dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về sau đó oanh a uy ngã chổng vó hương án chia năm xẻ bảy bốn phía yên tĩnh không tiếng động mọi người sợ ngay người Tần liệt chỉ đá một cước, trực tiếp đá A Uy ra xa 4-5 mét. A Uy đáng thương bị tần liệt đá ngất xỉu, căn bản không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Vừa rồi trêu chọc, khinh thường biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng ngay sau đó, mọi người đã kịp phản ứng, hít sâu không khí, không thể tưởng tượng nổi nhìn tần liệt. T. Điều này không có khả năng. Làm sao có thể? Trong mắt bọn họ, tần liệt từ khi gia nhập hồng hưng trở thành thủ hạ của tịnh không tới nay vẫn phụ trách quay phim bình thường ngay cả người cũng không gặp được thỉnh thoảng gặp một lần cũng là một bộ khúng núng cho nên trong mắt mọi người hắn chính là một quả hồng mềm nhưng tần liệt lúc này hoàn toàn trái ngược với ảnh hưởng của mọi người giống như đã thay đổi thành một người khác lúc này mọi người rốt cục phản ứng lại tần liệt không phải kẻ tay trói gà không chặt tên này thuần túy là giả heo ăn thịt hổ a 333. Tần Liệt thờ ơ vỗ vỗ ống quần, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, gằn từng chữ. Còn có ai không phục sao? Mọi người lặng nhắc như tờ. Đầu tiên là nhìn Tần Liệt vẽ mặt lạnh nhạt, sau đó lại nhìn Uy gia bị đá bay ngất đi. Mọi người không ngoan ngậm miệng lại, không ai dám mở miệng nói chuyện vào lúc này. Tất cả đều bị một giấc ngủ này của Tần Liệt làm cho khiếp sợ. Tần liệt đầu tiên là nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, có thấy không ai dám đi ra nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nói. Nếu đã như vậy, ta đây làm lão đại của các ngươi. Ai tán thành, ai phản đối. Thanh âm hạ xuống, toàn trường đều sợ. Không dám nói. Tốt, nếu tất cả mọi người không phản đối, vậy từ hôm nay trở đi, ta chính là lão đại của các ngươi. Mọi người bị ánh mắt tần liệt đảo qua, nhao nhao nghiêm nghị. Lão đại. Lão đại. Lão đại. Từng người tranh nhau chen lấn. Tần liệt cuối cùng cũng nở nụ cười. Kỳ thật, mọi người không ngại suy nghĩ một chút, chính mình sợ dĩ đi ra làm cổ hoặc tử, đem đầu đừng ở trên lưng quần, không phải là vì tiền cùng quyền sao. Mà những thứ này, ta đều có thể cho các ngươi. Kiếm tiền, đối với ta mà nói, dễ dàng. Ta có thể hướng mọi người cam đoan, chỉ cần nhận ta làm lão đại nâng ta thượng vị thành tâm thực ý đi theo ta làm việc ta ăn ngon các ngươi liền uống cây có ta một ngụm ăn liền có các ngươi một ngụm canh uống tuy rằng không ai mở miệng nói chuyện nhưng ánh mắt của mọi người lại nói rõ thái độ của bọn họ không thể tin được không có biện pháp tiểu đệ kia không bị lão đại vẽ qua bánh nướng nhất là tịnh khôn không biết kiếm được bao nhiêu tiền nhưng đám đàn em dưới đối thủ lại keo kiệt su sô. Bằng không, ngày hôm qua lúc hắn bị đám người đại đông bắt cóc, cũng không đến mức không ai dám đứng ra liều mạng thay hắn. Là em trai của tịnh khôn, mọi người rất rõ ràng bản tính của tịnh khôn. Biết mình cho dù liều mạng thay hắn, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Cho nên, tại sao phải vì hắn mà liều mạng nhỏ của mình chứ? Nếu đổi thành tiểu đệ của người khác, làm sao có thể để mấy người đại đông dễ dàng rời đi như vậy? Tuy rằng Đại Đông có súng, nhưng cũng không chịu nổi bọn họ nhiều người a. À. Tần Liệt cũng biết bọn họ không tin, nhưng chuyện này vốn không phải nói ra. Vì thế cười lấy từ trong túi ra một tấm thẻ nói: ở đây có một trăm ngàn, cầm đi chia cho mọi người đi. Tần Liệt biết rõ, chỉ dùng miệng nói là không thể thu mua lòng người, cho nên cần phải có chút thành ý. Mới một trăm ngàn, rất nhanh sẽ rút lại từ trên người những người này chính các ngươi cũng có thể nghĩ rõ ràng, nếu như không ủng hộ ta, đợi đến tưởng tiên sinh phái tới những người khác làm lão đại. Đó chính là để cho người ngoài cạo một tầng dầu, các ngươi đừng nói ăn thịt, canh cũng uống không được. Muốn dầu thì kiếp sau đi. Tần liệt nói xong, không chút do dự ném thẻ ngân hàng xuống đất. Lúc này, sự khác biệt giữa tần liệt và tịnh không nhất thời hiện ra. Tần liệt, thật là hào phóng. Không phải loại người chỉ biết về bánh nướng hơn nữa tần liệt nói cũng không sai nếu như phía trên một lần nữa phái tới một người tiếp quảng đồng la loan đó chính là phía trên cạo một tầng dầu cũng không tới phiên bọn họ ăn ngon uống ngon vậy tại sao không nhận ra tần liệt tần liệt cũng có kế hoạch như vậy mặc dù trong lòng cũng gọi thẳng tên tịnh khôn gọi cái gì lão đại hiện tại hắn mới là lão đại lúc này có người không nhịn được tiếng lên nhặt tấm thẻ lên đi tới trước mặt tần liệt lớn tiếng nói lão đại lần trước là khiếp sợ tần liệt mà lúc này đây là thuyết phục tâm phục khẩu phục ngay sau đó người thứ hai lão đại người thứ ba sau đó càng đến càng nhiều lão đại cho đến cuối cùng tất cả cổ hoặc tử ở đây ngoại trừ a uy bị đá bất ngờ tất cả mọi người đều tán thành địa vị lão đại của tần liệt tần liệt thành công thượng vị ha 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 tần liệt nhìn không được cuồng tiếu ra tiếng bước đầu tiên của mình thành công rồi từ nay về sau hãy không bằng ngư dược trời cao mặt chim bay một không kiểm kê tịnh không tài sản một đêm chợt giàu bạn đang nghe tại truyện chấm audio buổi tối khi tần liệt về đến nhà người đầy mùi rượu lý hân nhìn thấy vội vàng đi vào phòng bếp giúp tần liệt nấu canh rượu tần liệt căn cứ theo hệ thống nhắc nhở lấy một túi tài liệu từ tủ đầu giường ra trở lại phòng khách ngồi xuống mở túi tài liệu đương nhiên đối với kết quả cuối cùng tần liệt vô cùng hài lòng thẳng thắn mà nói trước khi mở túi tài liệu tần liệt ít nhiều có chút khẩn trương mà lúc này khi hắn thấy được đồ trong túi tài liệu hai mắt nhất thời lộ ra thần sắc khiếp sợ Đúng lúc này, Lý Hân bưng canh giải rượu từ phòng bếp đi ra. Đợi đến khi Lý Hân buông canh giải rượu xuống, Tần Liệt nhìn không được, bế Lý Hân lên, hưng phấn xoay một vòng. Ngươi uống nhiều như vậy, cẩn thận ngã ta. Ha ha ha, ta đây không nở. Tần Liệt cười đáp. Lý Hân tò mò hỏi. Gặp được chuyện gì tốt, vui vẻ như vậy. Ha ha ha. Tần Liệt cười lớn đặt Lý Hân ở trước bàn ăn, Lý Hân tò mò cầm lấy đồ trên bàn nhìn. Đập vào mắt là giấy chứng nhận bất động sản của một tòa biệt thự. Không đợi cô kinh ngạc, theo bản năng nhìn sang một bên, đồ vật giống nhau còn có một sấp thật dày. Lý Hân chấn kinh. Đây. Đây là cái gì? Tài sản. Tần liệt không chút do dự trả lời. Lập tức, đem tất cả văn kiện xếp thành một hàng. Mười căn nhà chứng minh, trong đó hai căn là biệt thự, còn có 8 căn đều là khu vực xa hoa. Tiếp tục đến đi. Và hơn 30 triệu tiền mặt. Một con thuyền đánh bạc, 10 cửa hàng kinh doanh đánh bạc, một cuốn sổ cái, trên sổ sách là tiền nhập hàng tháng của đường khẩu. T. Lý Hân ngạc nhiên hỏi. Sao lại nhiều như vậy? Ngươi từ đâu tới? Tần liệt cầm canh giải rượu uống một ngụm rồi mới lên tiếng. Đêm qua, tịnh không bất ngờ qua đời mà những thứ này vốn đều là tài sản của tịnh khôn hiện giờ tự nhiên cũng là của ta chúng ta phát tài rồi lý hân cảm thấy có chút mơ hồ hạnh phúc này tới cũng quá đột ngột đi đương nhiên tần liệt nói như đinh đóng cột những thứ này đều là của chúng ta là chồng cô tôi đánh thiên hạ cho cô dừng một chút tần liệt hưng phấn mở miệng nói lúc trước ủy khuất ngươi rồi ngày mai chúng ta đi xem những căn nhà này chọn một bộ em thích đi sau đó chuyển nhà ta biết ngay a liệt là người có bản lĩnh nhất lý hân ngưỡng mộ tần liệt sáng sớm hôm sau tần liệt hùng hùng hổ hổ dẫn lý hân chọn một căn nhà yêu thích sau đó chính là chuyển nhà nói là chuyển nhà thực ra theo ý tần liệt là không lấy gì cả trực tiếp đi bán đồ mới là được rồi vì thế hai người chỉ chọn một ít đồ vật có ý nghĩa vài năm, có đi đến cửa hàng đồ gia dụng đặt đồ gia dụng mới, phải mất hai ngày để giải quyết tất cả. Nhưng vào lúc này, bên tai Tần Liệt vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh Phát động nhiệm vụ mới Trở thành đồng la loan khiên bả tử, đầu rồng đại hội sắp triệu tập, sẽ tuyển cử đồng la loan người nói chuyện mới. Ký chủ thành công tuyển cử, sẽ đạt được khen thưởng trung thành tiểu đệ vương kiến quân tần liệt vương kiến quân người này là ai tần liệt nhớ lại những người có thể đánh nhau trong phim hồng kông hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu anh trong vệ sĩ nam hải của lý niên kiệt nhân vật phản diện chính là triệu long ngọn giáo mạnh nhất là hắn vậy phần thưởng này không tệ tần liệt hài lòng xem ra đại hội đầu rồng lần này ta muốn để ý một chút. Vì vậy, từ ngày thứ tư, Tần Liệt mang theo một lượng lớn tiền mặt. Bắt đầu bái phỏng các đường chủ khác của Hồng Hưng. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là để cho những người này ủng hộ hắn tiếp nhận vị trí của tịnh Khôn, trở thành người mới ở Vịnh Đồng La. Trong nháy mắt, tịnh Khôn đã qua bảy ngày đầu, hai bảy qua rồi, ba bảy thiếu chút nữa qua rồi. Cuối cùng cũng tới ngày này, đại hội đầu rồng mỗi tháng một lần của Hồng Hưng. Tổng bộ Hồng Hưng, đường khẩu cũng không lớn, chỉ có thể chứa được 20 người. Tuy rằng địa phương không lớn, nhưng có thể đi vào nơi này không ai không phải là nhân vật trọng yếu của Hồng Hưng. Sau khi tất cả mọi người đến đông đủ, 11 đường khẩu phân biệt bắt đầu báo cáo tình huống đại khái trong một tháng này. Gặp trắc rối gì, lại xảy ra xung đột gì với những xã đoàn đó, cho xã đoàn kiếm được bao nhiêu tiền, giải quyết vấn đề gì, vân vân. Còn Hồng Hưng Long đầu tưởng thiên sinh thì lặng lặng nghe báo cáo. Cho đến khi mọi người nói xong, tưởng thiên sinh nhìn lướt qua lần đầu tiên xuất hiện ở đây, sau khi Tần Liệt im lặng mới mở miệng nói. Chắc hẳn mọi người đều biết, tịnh khôn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng là quốc không thể một ngày không quân, và không thể một ngày không chủ.